Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau đón xem bản tin thời sự nóng nhất, mới nhất được chúng tôi cập nhật và phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé! Vỡ đập Tam Hiệp, nhân viên phòng chống lũ phân tích nội tình. Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc kể từ khi vào mùa lũ chính đến ngày nay, ít nhất có 45,52 triệu người dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Vừa qua, một đoạn video diễn thử sự cố vỡ đập Tam Hiệp đã được đăng trên mạng Internet gây xôn xao dư luận. Đoạn đầu của video giới thiệu đập Tam Hiệp cao 181 mét so với mặt nước biển, chiều dài thân đập 2.355 mét. Chiều cao lưu trữ nước thông thường 185 m và tổng dung tích là 39,3 tỷ m khối. Video cho thấy hình ảnh mô phỏng mặt trước của đập Tam Hiệp và giải thích hậu quả nghiêm trọng khi thân đập bị vỡ hoàn toàn. Có thể thấy trong hình ảnh là sau khi đập Tam Hiệp bị vỡ, mực nước lũ cao gần 100 m nhanh chóng được xả. Do sự ngăn chặn của các ngọn núi ở hai bên bờ sông nên không thể phân tán lũ được. Lũ được xả ra sẽ quá 100 km/h. Trong vòng 30 phút sau khi vỡ đập, trận lũ sẽ phá hủy đập Cát Châu và đến khu vực đô thị Nghi Sương chỉ cách 50 km đường sông với đập Tam Hiệp. Trận lũ cao 20 m sẽ phá hủy Nghi Sương với tốc độ dòng chảy 80 km/h. Trong vòng 5 giờ, mực nước ở Nghi Sương sẽ cao tới 10 m. Sau khi lũ qua Nghi Sương, nó sẽ tiếp tục tiến dọc theo dòng sông, làm ngập các thành phố và thị trấn dọc theo con đường với tốc độ trên 80 km/h. Chiều cao của lũ là khoảng 15 đến 20 m. Sau khi lũ lụt làm ngập huyện Nghi Đô, nó sẽ tràn tới vùng núi, đến vùng đồng bằng rộng lớn và tiến tiếp tới theo hình quạt, khu vực bị ảnh hưởng sẽ tăng lên rất nhiều. Do lũ phân tán rộng, độ cao sẽ giảm xuống dưới 8 m và tốc độ dòng chảy sẽ giảm xuống 25 km/h. Tuy nhiên, tốc độ dòng chảy của sông Trường Giang vẫn không dưới 35 km/h. Sau khi lũ làm ngập Kinh Châu, một phần của lũ sẽ lan ra khỏi sông chính và đi thẳng đến Vũ Hán. Trong video mô phỏng chiều dài của sông Trường Giang từ Tam Hiệp đến Nhạc Dương là 350 km, trận lũ sẽ đến Nhạc Dương 5 tiếng sau khi vỡ đập. Hồ Động Đình bên cạnh Nhạc Dương có tổng dung tích 22 tỷ mét khối. Nếu không vào mùa lũ, nó sẽ tác động làm dòng chảy chậm lại. Độ sâu lũ ở Nhạc Dương sẽ vào khoảng 5 mét. Do dòng chảy của Hồ Động Đình chậm lại, nó sẽ không bị ngập trong một thời gian dài. Do đó, lũ lụt trên diện rộng sẽ tiếp tục chảy về phía đông. Đi tới Hồng Hồ thì chậm lại, một lượng nước được tích trữ lại. Tổng dung tích của Hồ Hồng Hồ là khoảng 18 tỷ mét khối. Chiều dài của sông Trường Giang từ Tam Hiệp đến Vũ Hán là 800 km. Lũ lụt sẽ đến Vũ Hán sau 10 tiếng vỡ đập. Vũ Hán cao hơn mực nước biển 18 đến 40 m. Chiều cao của lũ đến Vũ Hán là khoảng 8 m. Cho dù khu vực địa phương của Vũ Hán được an toàn thì độ sâu của lũ là khoảng 5 m. Sau khi đi qua Vũ Hán, đường nước trở nên hẹp và lũ xảy ra chậm lại. Do đó, nước tù đọng ở Vũ Hán không dễ giảm xuống. Video này được làm rất chuyên nghiệp và dự đoán rằng các tổ chức không chuyên nghiệp hoặc không chính thức thường không thể làm ra được. Phóng viên của Sound of Hope đã tham khảo ý kiến của một nhân viên phòng chống lũ ở tuyến đầu của tỉnh An Huy. Trong cuộc phỏng vấn, nhân viên phòng chống lũ tại tuyến đầu ở tỉnh An Huy cho biết rằng video này đang được lưu truyền trên mạng Internet. Sau khi xem video này, ông không chắc rằng nó do một tổ chức chính thức hay cá nhân nào làm. Tuy nhiên, ông cho rằng đây có thể là một sự mô phỏng của một tổ chức bán chính thức. Một video diễn thử chuyên nghiệp như vậy không thể do người bình thường thực hiện được. Nhưng tại sao nó lại được đưa ra và lưu hành trên mạng Internet vào thời điểm này? Ông có cảm thấy điều này là mục đích và không biết liệu có phải đập đã xảy ra chuyện không? Xả lũ rồi lại xả lũ, có phải rồi đập bị nứt không? Xả lũ cả ngày lẫn đêm, vậy tại sao phải tăng cường tuyên truyền diễn tập vỡ đập vào thời điểm này? Con đập này có thể lưu trữ nước lên tới 185 m và bây giờ nó đang lưu trữ tới hơn 140 m, cao nhất là khoảng 181 m. Bây giờ ông không dám nghĩ quá nhiều, suy nghĩ chi tiết ra thì rất đáng sợ. Tuy nhiên hiện tại giai đoạn lũ ở Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây và những nơi khác vẫn còn nghiêm trọng. Vào đêm qua, các nhân viên phòng chống lũ đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại nhận được thông báo yêu cầu họp khẩn vì đê xuất hiện vết nứt. Sau đó, hơn 10 người nhanh chóng đi sửa chữa rò rỉ.
làm thêm giờ xuyên đêm để cứu hộ, bận đến mức gần 2 đến 3 giờ đêm mới ngủ một chút. Hôm nay tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi kiểm tra. Bây giờ xem video diễn thử vỡ đập này, ông lo lắng liệu đập có xảy ra vấn đề gì không. Ông nói rằng, theo ước tính chính thức sẽ có một đỉnh lũ hình thành ở Hồ Bà Dương từ tối nay đến ngày mai, có thể có tác động đến hạ lưu. Trong vài ngày qua đều không có mưa nên mực nước bên đó đã giảm rất nhiều. Vì dù sao, nó cũng là các nhánh sông nên nói một cách tương đối mực nước như vậy là cao. Nhưng nếu như một trận mưa lớn khác lại tới thì bên đó sẽ không bảo vệ nổi. Mặc dù trong 2 ngày qua cố sức xả nước ra nhưng xả như thế nào, tình hình không lạc quan. Nhân viên phòng chống lũ nói rằng tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là cầu trời phù hộ. Nếu như không xảy ra trận mưa lớn trong lịch sử thì vấn đề cũng không lớn. Nếu xảy ra trận mưa lớn đó thì sẽ rất nguy hiểm, bởi vì sức chứa là không đủ cho một trận mưa siêu to, và nếu thêm đỉnh lũ ở thượng lưu lại xuất hiện lần nữa thì điều này cũng rất nguy hiểm. Chỉ có thể phó thác cho số phận, ông cũng không dám suy đoán. Mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao vượt quá mức kiểm soát lũ gần 2 mét. Gần đây, đập Tam Hiệp đã nhận được nhiều sự chú ý. Các kênh truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết rằng mực nước trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp tiếp tục tăng cao và hiện đã vượt quá mức giới hạn kiểm soát lũ gần 2 mét. Trước đó, chính phủ Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp đã hoàn thành việc xả lũ, hạ thấp mực nước từ 175m xuống 145m, mực nước xả đi là khoảng 30m, giảm đi 22,15 tỷ mét khối trong hồ chứa kiểm soát lũ. Nhưng hôm nay đưa tin rằng mực nước đập Tam Hiệp đang tiếp tục tăng. Ngày hôm qua, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa của đập Tam Hiệp tăng đến 28.500 mét khối trên giây, tăng thêm 8.000 mét khối trên giây so với mực nước 20.500 mét khối trên giây của ngày hôm kia. Hiện tại, mực nước trong khu vực hồ chứa là gần 147 mét, vượt quá mức giới hạn kiểm soát lũ gần 2 mét. Tại cuộc họp báo của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, Bộ Tài nguyên nước tuyên bố rằng Trung Quốc đã bước vào mùa lũ một cách toàn diện. Tại thời điểm đó, lượng mưa tích lũy cao hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái, mực nước của 148 con sông vượt quá mức cảnh báo lũ. Từ đầu tháng đến nay, Giang Nam, Hoa Nam và phía đông của vùng Tây Nam Trung Quốc đã trải qua các đợt mưa với cường độ lớn nhất, phạm vi lớn nhất và kéo dài nhất kể từ đầu năm đến nay. Tất cả các sông hồ nhỏ ở Tây Giang và Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang, Tương Giang và hệ thống hồ Bà Dương, thuộc lưu vực sông Trường Giang, hệ thống sông Tiền Đường ở tỉnh Chiết Giang đều có lũ với mực nước vượt quá mức cảnh báo. Một số dòng sông đã vượt quá mức lũ lịch sử được ghi nhận. Diệp Kiến Xuân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc nói rằng việc mưa lũ quá mức có thể là một sự cố thiên nga đen đối với các công trình phòng chống lũ hiện có. Ông cũng nhấn mạnh rằng tỉnh Hồ Bắc có nhiều sông hồ, nơi đây đang phải chịu ảnh hưởng của mùa lũ cộng với dịch bệnh chồng chéo, hy vọng rằng Hồ Bắc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn nữa. Gần đây, ngoại giới cũng đang chú ý đến vấn đề đập Tam Hiệp, lo lắng rằng việc vỡ đập sẽ gây ra những tổn thất không thể tưởng tượng được. Và ngày hôm kia, một số cư dân mạng đã đăng lại trên Twitter cảnh báo từ Hoàng Tiểu Khôn, một chuyên gia nổi tiếng và là giáo sư của Học viện Nghiên cứu Xây dựng Trung Quốc, với nội dung là: "Tôi nói lần cuối cùng đấy, ai ở Nghi Xương và các khu vực phía dưới thì mau chạy đi." Hôm qua, Epoch Times đã phỏng vấn tiến sĩ Vương Duy Lạc, một chuyên gia nổi tiếng về đập Tam Hiệp, người hiện đang sống ở Đức. Ông nói rằng Hoàng Tiểu Khôn đề nghị tất cả mọi người ở hạ lưu đập Tam Hiệp nên chạy trốn, nhưng chạy đi đâu? Vùng hạ lưu của sông Trường Giang là khu vực đông dân cư ở Trung Quốc, chạy đi đâu chứ? Chẳng có nơi nào mà chạy cả. Sông Trường Giang trải dài từ Tây sang Đông và vắt qua miền Trung của Trung Quốc, đi qua 11 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc bao gồm Thanh Hải, Tây Tạng, Tứ Xuyên, Vân Nam, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và Thượng Hải. Tiến sĩ Vương Duy Lạc nói rằng một khi đập Tam Hiệp xuất hiện vấn đề, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Ông đã xem một đoạn video trước đó và đưa ra một suy luận. Đó là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng sẽ là thành phố Nghi Xương, sau đó là Nhạc Dương rồi đến Vũ Hán. Một mạch như vậy cho đến Thượng Hải, nơi phát triển nhất trong nền kinh tế Trung Quốc. Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc, dự đoán rằng đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ bị nổ tung. Hoàng Tiêu Lộ, con gái của ông Hoàng Vạn Lý, cảnh báo rằng sự nguy hiểm của đập Tam Hiệp đã tồn tại ngay từ ngày khởi công xây dựng. Nguy cơ này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể có khoảng 800 triệu người sẽ bị ảnh hưởng và khu vực bị ảnh hưởng là một trong những khu vực có nền kinh tế phát triển nhất ở Trung Quốc.
Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng chính là thông tin cuối cùng khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với ban biên tập chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Thưa quý vị, mọi ý kiến đóng góp xin mời quý vị hãy để lại dưới phần comment, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp. Còn bây giờ xin được mến chào.